Theo anh nói như vậy, Ngon Phát Mai Dương đã lấy được Thiên Long Thần Kiếm của anh. Thêm vào hắn biết Thiên Long tập thức, chẳng khác nào nó là vô địch thiên hạ rồi. Lúc cha tôi còn sống có nói qua, Thiên Long Thần Kiếm là đệ nhất thiên hạ, không có vũ khí nào chống chọi nổi. Ta sợ rằng sau này không cách nào đánh thắng Ngân Pháp Mai Dương được. Vậy kể từ nay thiên hạ sẽ không có ngày nào yên ổn rồi. Chỉ sợ những chánh phái hiện nghiệp trong giang hồ sẽ nản chí rồi. Dung huynh à, chúng ta cũng chưa chắc thua đâu. Dung huynh à, tôi nhớ anh có nói qua, năm xưa người đúc ra cái Thiên Long Thần Kiếm gọi là Thiên Hà Lão Nhân. Người nào đúc ra cái kiếm, người đó mới biết cách phá giải. Nếu chúng ta kiếm được ra Thiên Hà Lão Nhân này, không chừng sẽ có cách đánh bại Thiên Long Thần Kiếm đó. Anh nói rất đúng, nhưng mà chúng ta biết đi đâu mới kiếm được Thiên Hà Lão Nhân. Thưa ông Quỳnh, anh có sao không? Tôi không sao, còn anh? À, tôi không sao. Hai người là ai? Tại hạ là Dung Tử Dân. Tại hạ thượng quan Thiếu Bạch. Chúng tôi phải cố ý vô đây đâu, xin các hạ thứ lỗi. Chúng tôi muốn kiếm một người. Muốn kiếm ai? Thiên Hà Lão Nhân. Mời họ vào đây. Mời hai vị đi theo tôi. Mời. Sư phụ, có hai người tới kiếm sư phụ. Chào tiền bối. Hai người muốn gặp lão phụ có chuyện gì hả? Tại hạ là Dung Tử Dân, tiên phụ là Dung Tiêu Thiên. Dây này là bạn của tại hạ, thượng quan Thiếu Bạch. Con trai của Dung Tiêu Thiên, Tử Dân. Nhưng mà kiếm lão phụ có chuyện gì hả? Lần này tôi tới đây là xin ông chỉ dạy cách phá giải Thiên Long Thần Kiếm. Năm xưa ta và cha của người còn nghiêm nhất tiêu nữa, gọi là Trung Nguyên Tam Hữu. Nhưng mà nói về võ công thì ta không bằng được hai người họ. Họ còn có một bài kiếm pháp rất là lợi hại nữa đó. Thiên Long Thập Thức hả? Vì phải phối hợp kiếm pháp của họ, ta đã phải ra hết sức của ta đúc ra cây Thiên Long Thập Kiếm. Tiếc rằng chỉ có một cây kiếm nên không biết tặng cho ai. Nên tiền bối tặng cho cha của tôi. Thật ra thì đâu có phần ai với ai. Sau đó ta phát giác Nghiêm Nhất Tiêu là một con người có giả tâm, cho nên ta mới tặng cho cha của người. Vậy chắc Nghiêm Nhất Tiêu tức lắm phải không ạ? Đúng rồi đó. Hắn nói ta thiên vị cho Tiêu Thiên, rồi rời khỏi Trung Nguyên, không biết đã đi đâu. Hắn ra đi Tây Vực, còn học được rất nhiều tà môn yêu thuật. Hắn đã tìm đủ mọi cách muốn lấy được cái Thiên Long Thần Kiếm của cha tôi để xưng bá võ lâm. Cây thần kiếm vô sông thiên hạ, tất nhiên hắn muốn lấy được chứ gì. Đối ngược, nếu thượng quan Thiếu Bạch này cho tôi nửa cây Thiên Long Thần Kiếm, tôi đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Tiền bối, xin hỏi có cách nào có thể phá được Thiên Long Thập Thất không? Không có. Thiên Long Thần Kiếm ta đã dùng thứ cường thép ngàn năm mới đúc ra được. Trên đời này bất cứ lực binh khí nào cũng không cách nào làm gãy được cây thần kiếm, trừ khi cây kiếm ngắn này của ta đâm ngay vào mũi kiếm của Thiên Long Thần Kiếm, quả mày có thể làm cho nó bị gãy được. Cây kiếm ngắn này là Lúc ta đúc cây Thiên Long Thần Kiếm,
còn dư lại một chút cường thép mới đúc ra nó đó. Dùng cây kiếm ngắn này đâm ngay mũi kiếm của Thiên Long Thần Kiếm, tôi nghĩ chắc không dễ đâu. Tôi sợ chưa gần được ngân phát ba dương đã bị hắn đánh bị thương rồi. Tôi có cách. Đây là chiêu thức lợi hại nhất trong Thiên Long Thập Thất là Thiên Cân Thất Địch. Trong lúc tôi đánh nhau với ngân phát ma dương, nếu có thể dùng cây kiếm ngắn này đâm ngay vào mũi kiếm của Thiên Long Thần Kiếm, vậy chắc là được rồi. Cũng có thể nói là cách hiểm trung cầu thắng. Nhưng mà rủi đâm không trúng mũi kiếm, vậy mũi kiếm của hắn sẽ đâm trúng trái tim của anh đâu. Bây giờ chỉ còn cách này thôi. Tôi nhất định phải thử. Ngân phát ma dương, hôm nay ta nhất định phải chặt hai chú chó lòng. Dung Tử Giang, người dám tới đây quyết chiến với ta, chắc người chán xong rồi chứ gì hả? Không lẽ người không biết lợi hại của Thiên Long Thần Kiếm hay sao hả? Thiên Long Thần Kiếm cũng có chỗ sơ hở vậy. Thì ra là hai người kiếm được thiên hà lão nhân phải giúp đỡ hả? Được rồi, cho cả người nếm mùi lợi hại của cái kiếm này. Thiếu bệnh, chúng đại ca, mau lên, chúng đại ca.